nhiều người cho nên mình không, tại vì nhà mới chị, nhà mới chưa có gì đấy. Bây giờ chị mở mở cửa ra để nó thoáng. Dạ vâng. Có gì đẹp chứ? Rồi hỏi đúng cái này chú không chịu lấy. Thế là cô nữa lại tặng là chú để xem. Nhà này là 118 nhé. Nó còn cái mùi đấy. Cái mùi của bố mới. Chừng ở chừng có 2 ngày là hết. Dạ, em mở cửa. Ừ. cái ghế ba to hơn cái này, hai bên hai cái đơn rất